Các con của mẹ ở nhà chơi có ngoan không? Mẹ ơi, sao mẹ phải chơi những cái đồ chơi này? Con chán lắm. Mẹ mẹ hãy mua con đồ chơi mới đi. Con chơi đồ chơi cũ luôn đâu, chán lắm. Mình yêu, sao mẹ nói với mẹ như thế? Nhà mình còn nghèo làm sao mà có tiền mua đồ chơi mới cho em được? Em có biết mẹ đã phải đi làm vất vả như nào để nuôi chị em mình ăn học không? Mẹ mua đồ chơi mới cho em cơ. Sao em mua thế nhở? Chị đã bảo mẹ không có tiền rồi mà. Thôi thôi, ai đừng cãi nhau nữa. Thôi không cãi nhau nữa, con cứ cố gắng học thật giỏi đi rồi mẹ sẽ mua đồ chơi mới cho con nhá. Không, mẹ mua đồ chơi mới cho con cơ, không thì con bỏ học ấy. Nope. Minh Heo, chị đã hỏi em như nào rồi? Em không thương mẹ à? Mẹ em nói với mẹ như thế. Thôi, con trai của mẹ cứ ngoan đi, mẹ không mua đồ chơi mới cho con nhá. Mẹ cứ chiều em như thế, em xin mua đấy. Thôi, em là con bé, mẹ chiều một tí có sao đâu. Thôi, hai con ở nhà ngoan nhá, mẹ đi làm đây. Vâng ạ. Chỗ này chắc không đủ tiền để học cho con rồi đấy. Bán nốt chỗ này để về lấy tiền để học cho con. Bác Toàn ơi, có nhà không? Ôi, gọi gì tôi đây? Tôi có ít ve chai để bán, à, xem thế nào. Xem. À, hôm nay cũng được tiêm chưa mấy nhỉ? Con này cho tôi. À, thế các cháu nhà chị ở nhà thế nào? Có ngoan không? Các cháu nhà em cũng ngoan lắm bác ạ. Ừ, các cháu ngoan thì là tốt rồi. À, đây tôi trả tiền cô này. Nhá, tiền vỏ chai của cô được 50. Chúng tôi có mấy chục tiền lẻ này. Tôi cho các cháu bộ sữa uống nhá. Bác đồng tôi ấy lấy quá. Tôi cảm ơn bác, tôi đi về nấu cơm cho các cháu đây. Không có gì đâu. Thôi chào cô về đi nhá. Về đi nhá, tôi chào cô nhá. Con thấy mẹ về rồi này. Minh Heo ơi, mẹ có mua đồ chơi mới cho con này, con có thích không? Đâu đâu, đồ chơi mới đâu có chị. Đây phải đồ chơi mới. Nope.